khi mà ba mẹ dạy các con học thì thường ba mẹ sẽ sử dụng hai cái nguyên lý rất là thông thường một đó là sử dụng nguyên lý cây gậy đây là nguyên lý mà nhiều ba mẹ sử dụng nhiều hơn à, đó là khi mà con không hoàn thành nhiệm vụ không hoàn thành bài tập thì bố mẹ sẽ dạ dẫm và bố mẹ sẽ đưa ra một cái hình phạt có thể là sẽ là đánh đòn à, nguyên lý thứ hai đó là nguyên lý củ cà rốt nghĩa là con thỏ thì nó rất là thích ăn cà rốt thì nhiều ba mẹ sẽ sử dụng cái nguyên lý là thưởng cho con thế thì trong câu chuyện của cô bé tưởng lam là mẹ thường xuyên đưa ra cái hình thức đó là nếu như mà con không đọc bài nếu như mà con không viết bài thì mẹ sẽ đánh đòn con đấy và có lẽ rằng là cô bé này đang có một cái tuyệt chiêu mà nhiều ba mẹ sẽ nhận thấy rằng con mình khá giống bạn ấy đó chính là bắt thóp được bố mẹ. Nghĩa là có vẻ như là cái điều này đã diễn ra nhiều lần rồi và ngày hôm nay thì cái việc này nó tiếp tục nó được lặp lại một lần nữa và có vẻ như rằng là sẽ không hiệu quả với bạn Tấn Nam đâu ạ. Tức là cha mẹ thì cứ nói rằng là con mà không học hành tử tế là sẽ bị đánh đòn. Nhưng mà cuối cùng là con vừa học vừa chơi cũng không bị đánh đòn đúng không? Thành ra là cô bé này không có sợ điều đấy. Và giá như là nếu có củ cà rốt thì cô ấy sẽ thích hơn phải không ạ?